Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì chủ nhật và hiện tại đây thì mình đang có mặt đây là trung tâm hành chính của huyện Bảo Bàng này các bạn. Đó, cái không gian này thì rất là thoáng và đẹp luôn. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây là cũng quen thuộc đúng không? Tại vì là mình rất là hay ra đây để quay vlog ở đây các bạn. Đó, cái không gian đây là thật là tuyệt vời. Đó thì mình vừa mới xuất phát từ nhà mình ra đây. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục chạy xuống bến cát để hôm nay là ở mình có một cái tham dự một cái tiệc sinh nhật của câu lạc bộ ô tô bến cát. Bây giờ thì mình lên xe và chuẩn bị đi thôi nha các bạn. Trước mặt mình đây là một dàn xe phân khối lớn của câu lạc bộ mô tô Bằng Hữu Bình Dương các bạn. Đó thì mình sẽ điểm qua từng xe một nhé. Đây là con cá mập này, BMW này. Nhìn mắt lé này thì các bạn không có lạ gì đâu đúng không? Đó, tiếp theo là R1 màu vàng. Mắt R1 cà phê này. Đó. Và đây là CB650. G bản Next Buy. Đó, bản này bản mới không có xe đao các bạn. Còn đây cũng là CB650 luôn, nhưng mà bản này là bản bộ ống lồng đúng của Honda. Hai con này thì cũng là CB, nhưng mà con này thì đời trước và con này đời sau. Và tiếp theo đây là Honda CBR1000 các bạn. 93 tem Defcon 93 chất luôn. Ở đây là Ducati. Ducati này là không biết là Ducati đời nào đây. Hình như là 848 hay sao ấy. Thế như vậy. À không phải 1299 nữa các bạn. Ở đây là Z1000 thì thôi. Lên màu tem titan 7 màu. Còn ở trong này nữa. Ở trong này thì đây là CBR650F. Bản này bản cũ các bạn. Đây là cái gì đây? Đây là MT10. MT10 này các bạn. Thank you.
bây giờ là buổi tiệc đã xong rồi các bạn. Thì anh em câu lạc bộ mô tô Bến Cát sẽ mời một số khách mời như là anh em mô tô Bằng Hữu và mô tô Bảo Bàng đi. Anh em sẽ di chuyển ra quán cà phê để anh em uống cà phê và giao lưu với nhau. Ok, bây giờ anh em cùng lên xe và đi nhá. Giống quán thằng Bi ngày xưa hả? Giống quán thằng Bi ngày xưa hả?